Từ tựa đề, lời ca khúc cho đến hình ảnh trong MV của IU đều khiến các fan liên tưởng đến nữ ca sĩ quá cố Suli, nhưng sự thật có đúng như vậy. Giữ đúng lời hứa của mình, chiều 6 tháng 5, IU và Suga BTS đã chính thức tung ra sản phẩm âm nhạc kết hợp lần đầu tiên mang tên 8. Đây cũng là single nhạc số đánh dấu sự trở lại của nữ hoàng nhạc số kể từ album Love Poem tháng 11/2019. Ngay sau khi MV 8 ra lò, từ khóa IU và Suga đã lên top 1 trending thế giới. Các hashtag có liên quan cũng dừng chân ở top 3 và top 5. Bên cạnh đó, trước khi MV 8 chính thức phát hành, từ khóa IU, 8 và Suga đã lần lượt chiếm vị trí số 1, 2 và 4 trong top Melon Real-Time Chart. Đặc biệt bên cạnh những lời khen không ngớt dành cho sản phẩm của IU, thì các fan cứng của cô nàng cũng đặt nghi vấn rằng ca khúc này đang được chính IU gửi đến người bạn thân đã mất, Suli. Ngay từ tựa đề ca khúc có tên 8, nhiều người đã nhanh chóng nhận ra số 8 cũng chính là số năm mà IU và Suli chia thân với nhau tính đến thời điểm mà Suli qua đời. Không chỉ vậy, nếu như chị lắng nghe giai điệu thì sẽ ngỡ đây là một ca khúc nhạc vui đậm chất mùa hè. Thế nhưng khi hiểu kỹ từng câu hát trong bài thì thông điệp của bài hát như lời gửi tới người bạn đã mất, gợi nhắc về những kỷ niệm vui vẻ trong quá khứ. Cụ thể mở đầu ca khúc, IU hát, giờ đây cậu hạnh phúc chưa vậy, tôi thì vẫn thế, hay là mọi thứ tới tự nhiên, rồi đi cũng chẳng một lời giả biệt. Tất cả những điều này đã khiến cho các fan tin rằng đây chính là lời nhắn của IU dành cho Suli. Cùng với đó, kiểu tóc mà IU đưa vào MV cũng khiến các fan liên tưởng đến ngoại hình của Suli. Vẫn là một gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài, xoăn gợn sóng. Nhiều người cho rằng hẳn IU phải có lý do mới thay đổi hình tượng với mái tóc như vậy. Thậm chí cảnh quay cuối cùng khi IU khóc và mỉm cười cũng khiến các fan giật mình bởi giống Suli đến lạ thường. Bên cạnh đó, các fan quốc tế cũng chỉ ra một số điểm trùng hợp trong việc IU đưa hình ảnh của Suli vào MV để tưởng niệm người bạn đã khuất. Ở hình ảnh IU ở phiên bản hoạt hình đang ở trên máy bay cũng khiến các fan nghĩ tới việc IU đang cố gắng nhìn Suli ở trên thiên đường. Hay trong một lần phỏng vấn, Suli từng trả lời rằng, em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Có ý kiến cho rằng cũng chính câu trả lời này khiến cho câu hát mở đầu của IU trong ca khúc 8 chính là câu hỏi, giờ đây cậu hạnh phúc chưa vậy? IU và Suli trở thành bạn khi cùng đảm nhận vị trí MC cho chương trình Inkigayo vào năm 2011. Cả hai dành tình cảm như những người chị em cho nhau và IU còn thường xuyên sang nhà riêng của Suli để nấu ăn và chăm sóc cô. Khi Suli qua đời, IU còn sáng tác ca khúc Beach và Red Queen để dành tặng cho người bạn quá cố. Việc trong MV 8 của IU lần này có thật sự đưa hình ảnh của Suli vào MV hay không vẫn hoàn toàn là dự đoán của người hâm mộ. Nhưng nếu đây là sự thật, hẳn IU vẫn luôn thương nhớ và dành sự trân trọng cho người bạn của mình.